Tưởng là em khát nước thì em sẽ uống nước bình hay là uống sinh tố gì chứ em lựa chọn cái đồ uống này hả? À, bởi vì căn bản là đồ uống này em thấy cũng khá là ngon đấy chứ. Anh thử đi, bọn mình mà uống mà cảm thấy nó hợp vị thì chắc em với anh lôi nhau đi học tiếp nhỉ? Ôi, nhưng mà cái đồ uống này có vẻ khá là hay ho chứ, em có biết tên đồ uống này không? Không biết, nhưng mà ngon. Ngon lắm. Công nhận. Ngon nhỉ? Cảm giác như kiểu biển trong mồm luôn ấy. Đúng không? Ngon quá nhỉ? Gì đây? Đây là cái rút lỗ. À, chơi như bình thường gì? Chơi như bình thường. Anh rút phải cây số mấy thì bọn mình làm theo như trong những cái tờ giấy trong hộp này nè. À. Những yêu cầu trong này. Uh-huh. Còn nếu như mà hai đứa rút trùng giống nhau mà em rút trước, anh rút sau á. Ừ. Ví dụ cùng số 1 nha, mà anh rút sau anh phải chịu hình phạt. Thì lại có trong này. Uh-huh. Ok. Số 18. Hãy kể tên những công việc nhà mình ghét nhất. Việc nhà ghét nhất đầu tiên chắc là rửa bát. Ừ. Nấu ăn. Không, nấu ăn thì tùy thời điểm. Thời điểm mà em muốn lấy chồng thì em sẽ không ghét nấu ăn. Nhưng mà em rất ghét rửa bát này. Giặt quần áo, tại vì tay em khá bé. Cho nên là giặt lần nào kiểu nó cũng bị ráp ấy. Hơi vô dụng. Để đến anh ha. Nhận hình phạt. Hình phạt đâu? Đinh lề. Cái gì? Cõng người yêu đi qua lại 10 vòng. Ôi trời đất. À. May mà không phải là em làm rơi. Được. Em bảo cõng anh chắc chứ. Có cách đây. Rồi, tới đây. Cái này được nè. Dạ. Hình như em ăn thôi em nặng hơn luôn. Em nặng hơn rồi sao? Ôi mà em cũng chóng mặt. Mấy vòng rồi? Không đếm được nữa. Rồi, tiếp tục đi. Hãy nêu ba tính xấu của mình. Anh nhiều tính xấu quá, anh còn nhớ hết không? Đầu tiên là hồi nãy anh rất là khắt khe với bản thân của anh. Chỉ với riêng bản thân của anh thôi. Điều thứ ba là anh rất là nhút nhát trong tình yêu. Anh nghĩ đấy là một tính xấu cho đến thời điểm bây giờ. Em từ những năm trước thì anh lại thấy là càng tốt, vì như thế thì anh đỡ phải yêu. Em cũng thấy thế. Có một khoảng thời gian đấy là tính cực kỳ xấu. Uh-huh. Cái tính đấy là không ai ưa nổi, nhất là em cũng không ưa nổi. Uh-huh. Nên là nhút nhát, ví dụ như là không kiểu thích người ta lắm, nhưng mà sẽ vờ như là không biết, vờ như không quan tâm, kiểu như kiểu là ví dụ rất là thích em nhưng mà sẽ coi như không tồn tại luôn. Nó giống như kiểu anh ghét bỏ em ấy. Nhưng thực chất là anh rất yêu em. You are sacred in a way. I don't know God but still have faith that he will manifest some way when I am next to you. Thank you.
Xin chào mọi người ạ. Ôi, đây là lần đầu tiên em chọn đồ cưới má ơi. Đây là những cái dòng váy và đôi cá nè. Ờ, em muốn chọn một cái váy đơn giản. Nó tối giản nhất. Ồ, chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ em thích kiểu váy gọi là nó bó vào người hay là nó kiểu xoay đầm đầm ra như kiểu lọ lem? Cái này đẹp không? Kiểu đấy á, cũng ok đấy. Nhẹ nhàng mà đúng không? Ừ. Cái này nhá. Xem cứ tìm đi, xem có nhiều kiểu, có kiểu nó hay ho không? Em thấy cái đấy nhẹ nhàng ấy mà. Anh thấy cái này có vẻ hợp này. Thôi hở lắm. Cái hở. Hở á, thì em đẹp mà. Thì hở ra có sao đâu. Anh nhìn chưa ai. Anh em thích mặc chốt tay không? Em thấy tùy anh. Anh muốn em mặc gì thì em sẽ mặc đấy. Đây này ở sau lưng rất là đẹp này. Ừ, thế làm cái này đi. Em thử xem không được thì mình chọn cái khác. Này thử ướm, thử ướm mà xem nhé. Ui, ui, nó to kinh khủng khiếp. Đấy, nếu chỉ đơn giản thì thôi, vì lại đẹp đấy. Mặc này hả? Ừ. Chị ơi, sao cái này, cái này phải dành cho cô dâu phải 1m9 hay 2m là sao nó dài thế này? Không, chị mặc được. À thế ạ? Còn dạ, được. Đúng rồi, mình cứ thử đi nha. Sao nó dài thế? Ờ, nhưng mà có chọn đồ cho anh nữa đúng không? Ừ, thôi cứ chọn đồ cho em trước đã. Thử đồ cho cô dâu trước rồi sau đó mình sẽ thử đồ chú rể. Thế thì em nghĩ là bọn em sẽ chọn cho nhau xong hai đứa cùng đi thử. Nhưng mà chọn đồ cho em lâu, chọn đồ chú rể nhanh không mà. Ừ thế bọn mình thay đồ lâu, em thay đồ lâu. Ừ. Cho nên cứ chọn cho anh trước. Ừ ừ. Cái kiểu kẻ kẻ đi cho Hàn Quốc này. Ừ. Ok. Cũng đẹp mà. Ừ. Thế lấy cái này nhá. Ừ. Con trai thì đơn giản mà. Đấy, cái kiểu này này, hợp này. Được. Chỉ cần thấy nụ cười vừa anh đã thấy anh nhạc. Vừa không? Vừa đấy chứ. Thế anh nên thử. Anh nên thử đấy. Thử cái này đi. Đấy như này. Hay nhá. Thấy có một cái gì đấy nó cũng gần gũi này. Cùng nhau đi thử đồ cưới. Thì thấy nó giống như kiểu ra dáng một đôi vợ chồng thực sự ấy. Nhìn qua gương thấy mỗi cái đầu. 1 2 3. Ồ. Cái cảm giác anh ấy bất ngờ nhìn thấy em trong một cái bộ váy cô dâu cũng làm em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cười gì? Đây là cái mẫu váy mà anh lần đầu tiên gặp em mặc là trong phim. Anh cũng mặc một cái váy y như này, đúng không? Sao tự nhiên hôm nay em lại chọn cái mẫu váy này? Nó cũng là một trong những kỷ niệm của em với anh. Trong cái cảnh đấy thì không có cảnh em đi thử váy cưới. Trong đó cũng không có cảnh em đến lễ đường hay chụp ảnh gì. Nó chỉ là cảnh đuổi theo và tìm chồng sắp cưới. Em muốn viết tiếp câu chuyện đấy. Từ phim ra ngoài đời thật. Bây giờ toán nào? Anh nghĩ là bây giờ chắc là phải đủ 10 ngón tay rồi đấy. Wow, anh phát hiện ra em còn đổi ngôi đúng không? Cái khác thật. Cái lúc đấy như kiểu mình cũng muốn có một cái sự xúc tác, một cái nắm tay để xem là cảm xúc của mình như thế nào. Nó cảm giác như kiểu nó rất là bất ổn ở trong lòng ấy. Và mình cũng cảm nhận rõ được cái điều đấy qua cái ánh mắt của Trang. Trang cũng rất là bối rối. À bây giờ mới hiểu cái cảm giác mà chú rể suốt ngày đằng sau ôm cái váy cô dâu như thế này. Thấy không? Nhìn giống như kiểu đang ôm một đống rơm ấy. Thôi đi. Chưa. Thế
làm tóc cho em đi, sau này em sẽ chỉ cho anh một vài cách làm tóc cho một số cô dâu khác sau này. Không được. Xinh rồi, anh nghĩ là chắc đã đến lúc anh làm cô dâu rồi đấy. Quá hợp rồi, trời ơi. Đẹp không? Đẹp. Bước tiếp theo. Chúc anh. Thực sự thì trước giờ thì em không nghĩ là em sẽ chụp hình cưới với một người đàn ông không phải là xác định là chồng mình, bởi vì với em việc đó rất là thiêng liêng. Nhưng mà không hiểu sao thì với Dũng thì em lại có thể chấp nhận việc đấy. Bởi vì thực ra thì chương trình sắp đặt nhưng mà em có thể từ chối, đúng không ạ? Nhưng mà với Dũng thì em đồng ý. Nó là cái cảm xúc mà khá thật. Đấy là cái cảm xúc mà em thấy rằng như kiểu là mình đang là một cô dâu thật sự. Có một cái cảm xúc nó rất là lạ, giống như kiểu khi hai cái mũi mà chạm nhau ấy, hai cái mũi nó chạm vào nhau này mà lại không thể hôn nhau, tay cũng phải cứng đờ lại, không dám có những cái hành động là nó bị vượt mức so với tình cảm bình thường, thì cái bản thân con người cũng thấy rất là khó chịu. Cái phần thử thách tiếp theo của chúng ta là gì ạ? Cột mốc 5, công khai tình yêu. Hai bạn hãy gọi điện và livestream giới thiệu người yêu của mình. Hoặc là anh sẽ gọi điện đi. Em cũng vậy. Alo. Đâu rồi anh? Đang ngồi với một người rất quan trọng của chị. Ai ai ai? Chị sẽ giới thiệu với em người rất quan trọng của chị. Biết ai không? Đoán thử đi. Đoán xem đây sẽ là gì của chị. Nắm như này à? Người thân thương á. Đây là chồng sắp cưới của chị. Tuyệt vời. Ôi trời ơi. Nhưng mà tình hình là bây giờ nhìn thấy cái vải trắng và cái đỏ sau như kiểu là chúc mừng đôi duyên thương gì nhỉ? Kiểu như là dạp cưới à? Thì đang ở trong phòng chụp cưới vừa mới chụp xong. Chị hỏi thật, nếu mà anh chị sang tháng cưới á thì mày sẽ đi bao nhiêu? Ui. Thật là hiểu chị. Em không được nói như thế, em nói như thế là trần trụi. Em hiểu chị quá. Rồi bố chịu con mắt em, rồi em nói thật với chị, mọi đường đi nước bước em tính hết trong này, em tính hết mọi thứ rồi. Đó, bây giờ nhớ là bởi vì sao? Bởi vì là em tính rồi, phong bì là em tính chưa trước là phong bì đúng ra là phong bì 10 triệu nữa. Nhưng mà đi trước 3 triệu thôi, còn lại nữa. Chị, với cả anh Dũng cưới nhau em có tin không? Em đi cái chắc chắn là đi luôn, em nói chắc. Chị hỏi là có tin hay không? Chắc chắn là em không tin luôn. Em tin. Và chị nói thật, chị đang tham gia chương trình 24 giờ thử yêu, cho nên là muốn gọi điện để lừa em. Mọi người vẫn gọi em là Tuấn Ngu, hóa ra là em không hề ngu tí nào. Thôi vậy, bye. Anh sẽ gọi cho một nhóm bạn luôn. Gọi một nhóm luôn á? Ừ. Alo, đây. Em đang làm gì đây? Em đang mua son. Mua son à? Bây giờ tôi muốn giới thiệu với mọi người. Gọi là ngày hôm nay thì tôi phải giới thiệu. Hôm nay không thể giấu được nữa. Em tay nắm với ai vậy? Sợ chưa nhìn thấy kìa. Thôi thì hôm nay thì tôi xin giới thiệu mọi người yêu của tôi. Với cả chắc là sắp tới thì chắc là sẽ cưới. Ôi, anh nghĩ chắc là một tháng mà có 32 ngày thì ông mới đi cưới vợ. Thì thôi thì xin phép là giới thiệu mọi người. Đây là bạn
bạn gái mới. Chào mọi người. À, chào mọi người, chào bạn. Đi đâu ra mà yêu? Nghĩ sao mà lại yêu thế? Thôi ha, tôi đi về đây. Mọi người buông đi, tôi về đây. Ui, nó không thèm nói chuyện luôn. Thật ra thì em cũng muốn nói luôn mọi người là em với cả Dũng cũng quen nhau lâu rồi. Thì Kun ơi, Kun 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 thấy Dũng với cả Trang thì như thế nào? Cười thấy hợp lòng thì cũng cười đẹp đôi. Nghĩ là cười đi. Cũng tình cảm, thấy tay nắm chặt tay tí kia rồi. Thì cũng buồn lắm, đau lắm. Thế mà không sao, người trong mộng của các chị đã thuộc về em rồi, cho nên các chị hãy chúc phúc cho em nhá. Thôi thì cũng không biết được biết nói như sao nào á. Thôi thì chúc hai bạn hạnh phúc. Mà sang tháng bọn em mà có làm ăn hỏi với cả cưới xin gì đó thì em cũng hy vọng mọi người xuất hiện. Bởi vì em yêu Dũng thì em cũng yêu luôn cả những người thân xung quanh Dũng nữa. Ai đời ra đến cái ngày sinh nhật mới bắt đầu công khai không? Thì ngày quan trọng mới công khai chứ chị. Này có lỗi lắm đấy nhá. Tự nhiên một người bạn thân của mình nói chuẩn bị lấy vợ nhỉ? Em chắc chắn là ra được, em sẽ phải gặp các chị. Cảm ơn mọi người đã chào đón em. Đây, nào bây giờ mọi người hai ba mọi người chào nhé, vẫy tay chào nhá. Nào một này, hai này, ba đấy, mọi người vẫy tay chào máy quay nào. Đây là một chương trình thực tế, hẹn hò trong 24 giờ. Và 24 giờ này thì tôi và Trang Moon thì hẹn hò với nhau. Nhưng mà biết đâu được sao chương trình thì bọn em cưới nhau thật thì các chị cũng chuẩn bị. Không. Cũng chuẩn bị tinh thần sẵn cho bây giờ đi nhá. Đừng có khóc nữa thế chị ơi, em thương các chị lắm. Rồi bye bye nhá. Rồi bye bye, gặp lại. Gặp lại sau nhá. Ở đây. Mức độ hiểu ý, hai bạn hãy bốc thăm và trả lời những câu hỏi về chủ đề hôn nhân. Ok, rất sẵn sàng thôi. Ở đâu? Muốn biết ở đâu thì có lâu mình nói, đi đã. Ok. Bây giờ thì chúng ta làm gì với cả những cái tấm bảng này? Đây là tấm bảng để viết câu trả lời. Em sẽ dùng bút xinh hơn. Còn anh thì đây. Hộp này là có rất nhiều câu hỏi này. Khi nào mà chúng mình viết xong câu trả lời thì nói cho đối phương biết nhé. Ai là người thay bỉm và tắm cho con? Sao rồi? Rồi, 1, 2, 3. Ba anh. Đúng rồi đó. Vẫn được chấp nhận đúng không ạ? Đúng rồi, ba là bố đó. Ok. Hiểu em phết đấy. Bạn dự định đi tuần trăng mật ở đâu? Cái này khó. Khó nhỉ? Kiếp, đúng là khó kinh khủng khiếp luôn đấy. Không có ý nhỉ? Em thì sẽ đến nơi mà em rất là thích và em nghĩ là sau này em sẽ ở đấy và sinh sống ở đấy. Anh hy vọng cái... rằng người đàn ông của em sẽ cùng về đấy. Cái nơi này anh rất là ghét, nhưng mà anh sẽ rất thích nếu như mà đi cùng với cả người bạn đời của mình. Được chưa? Ok, xong. 1, 2, 3, dỡ ra. Lý do là sao em lại muốn đi Đà Nẵng? Cửa Đại á? Nó là nơi mà em cảm thấy rất là yên bình khi em đến. Nó là một vùng nông thôn và nó có một bên là biển, một bên là cánh đồng. Và em thích cánh đồng hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng mà muốn đi tắm vẫn có biển để tắm. Kèm theo đó là con người ở đấy cũng hiền lành. Em đã đến Đà Nẵng không biết bao nhiêu lần vào một năm, hầu như em đến ít nhất phải 2 đến 3 lần. Quá yêu. Ok. Mà đôi khi em đến một mình á, hy vọng rằng nếu như mà chồng tương lai của em có nhìn thấy hay là xem chương trình này thì sau này chúng ta sẽ cùng đến đây để du lịch cũng như là hưởng tuần trăng mật và sinh sống ở đây với em nhé. Nhá. Bạn thích con đầu lòng là gái hay trai? Rồi cái này thì không cần phải nghĩ luôn. Chưa? Ok xong. Ok. 1, 2, 3.
Ba câu hỏi của chúng ta đã giống nhau hai câu, trừ có cái địa danh kia là khó. Tại sao chúng ta đều cùng suy nghĩ đó? Cái lý do mà thích con gái đầu lòng anh chả thể giải thích được. Tại vì ở trong đầu anh cứ muốn nó là con gái thôi. Anh muốn là đấy phải là con gái, mà kể cả sinh tán con gái cũng được. Đáng yêu. Anh không hỏi em tại sao à? Em luôn luôn muốn tìm hiểu anh, để hiểu anh nhiều hơn. Mà anh luôn luôn là không có quan tâm hay là muốn hỏi em, là điều đó làm em rất buồn đấy nha. Anh tự tin vì anh có thể hiểu được. Thế thì anh có thể nói cho em biết tại sao em lại nói là em muốn sinh con gái đầu lòng không? Người chị cả như em ấy thì thường thường là sẽ rất là áp lực nhiều thứ, rồi là phải lo cho mẹ này, lo cho em. Và khi mà em sinh con gái ra thì anh nghĩ là em có thể đồng cảm điều đấy với cả con gái của em. Nó sinh ra sẽ thừa hưởng được cái sự mạnh mẽ của mẹ nó. Đúng rồi. Thôi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo ha. Đến rồi anh bốc thăm đấy. Bạn muốn có mấy người con? Wow, thế này thì hình như là vừa với. Rồi. Được chưa? 1, 2, 3. Em thích có 3 người cơ. Thế à? Tại vì là anh... Bởi vì anh đã muốn sinh đôi rồi, em cũng phải có thêm một cậu con trai chứ. Bởi vì nói gì thì nói, em trai em nó cũng là một đứa em rất là tình cảm. Và em cũng muốn là có một người con trai mà giống như anh. Ví dụ 3 con trai thì sao? 3 con trai vẫn được, không sao hết. Với em con nào em cũng thấy vui. Ok, được. Sau khi kết hôn, ai sẽ là người lau nhà rửa chén? Này, đừng nói là anh nói là mỗi người sẽ chia phân chia ra rửa bát một ngày, xong anh ngồi anh ghi nhá. Tại vì câu này mình phải ghi, phải rõ, phải đủ ý. Thế không thì sẽ rất là có nhiều cái bất bình, nên phải ghi thật rõ ra. Rồi. 1, 2, 3. Dù không thích chứ, nhưng dù không thích rửa nhưng vì yêu vợ nên luôn sẵn sàng chống rửa. Thế thì em sẽ viết lại. Anh và em. Ok. Em muốn là tất cả những cái việc nhà, nếu như người chồng của em không phải tính toán thì người ta yêu thương mình, thế việc gì mình không chia sẻ cùng. Nhưng mà coi như câu này là chúng ta trả lời đúng ý nhau đi, đúng không? Anh là chồng còn em là anh thì vẫn đúng mà. Đúng. Nên chỉ cần là 3 trên 6 thôi là đã quá hiểu rồi. Thực sự thì với em thấy ngày hôm nay qua đi nhanh quá. Hơi tiếc một chút bởi vì là đã đến với chặng cuối cùng của cái 24 giờ thử yêu ngày hôm nay rồi. Thật sự là cả ngày nay thì bất kể lúc nào em cũng cảm thấy rất xúc động khi ở bên cạnh Dũng. Dũng thấy Trang là một người khá là hiểu Dũng ở mọi vấn đề. Giống như kiểu suy nghĩ về những cái vấn đề về gia đình, con cái, hay là việc sắp xếp mọi thứ sau hôn nhân sẽ như thế nào, thì Dũng thấy đây cũng là một cái tâm hồn khá là đồng điệu với cả bản thân của mình. Dũng khác thường ngày, thay vì là nói mày mày tao tao hoặc là anh em kiểu rất là bình thường, rất là vô tư, đôi khi là ông tôi. Nhưng hôm nay cái câu anh em nó nghe nó thân thương hơn. Và những cái điều chia sẻ thì Dũng giống như một người đàn ông, đã làm cho em thực sự là cái cảm xúc mà nó thay đổi rất là nhiều, từ vui buồn xong rồi lại vui xong lại cảm động là nhiều hơn. Chắc là Dũng nghĩ Trang chỉ coi Dũng là một người anh, chắc Dũng nghĩ là Dũng không phải là cái gu của Trang, theo Dũng là như vậy.
Hôm nay em xinh lắm. Em không nghĩ anh giống như hoàng tử thế này đâu. Trời ơi, đây tự là kiểu bạch tuyết ấy. Tóc đen rồi, váy trắng. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Wow. Này, em thích rượu vang đỏ hay là rượu vang trắng? Bây giờ 1, 2, 3 chúng ta sẽ thử nói ra nhé. Okay. Trắng hoặc đỏ nhé. 1, 2, 3, trắng. Em thích rượu vang đỏ. À, thế hả? Ly rượu này là mừng cho nguyên một ngày hôm nay. Trong suốt bao nhiêu năm trời chơi với nhau rồi, thì hôm nay mới là ngày mà chúng ta đồng hành cùng với nhau nhiều nhất. Cả một ngày nhiều. Lâu nhất. Nhiều chuyện xảy ra nhất. Nhiều cảm xúc. Ừ. Nhiều kỷ niệm đẹp. Dạ. Yeah. Chưa. Em có dễ bị say không? Có. Vậy sao em không say anh? Có vẻ như em vẫn còn đang rất là tỉnh táo đúng không? Tại sao em không say anh? Cái điều mà nói thật là với một người bạn nhút nhát như anh trong chuyện tình cảm thì nó với em nó là một cái gì đấy khá là bất ngờ. Cho nên em choáng. Anh sẽ phù hợp với em không? Anh nghĩ là vì bản thân em là có. Anh thấy em có phù hợp với anh không? Em định là sẽ không chủ động gì hết nữa, để cho anh muốn nói gì anh nói. Nhưng mà em hiểu tính anh mà, cho nên em vẫn phải hỏi. Trong cuộc sống có những điều mà nếu anh không nắm bắt khi anh mất đi, anh sẽ tiếc mà cũng không thể lấy lại được nữa. Em chỉ nói vậy thôi. Em muốn khẳng định với anh rằng khi em đã xác định tham gia chương trình 24 giờ thử yêu, tức là em đã sẵn sàng để đón nhận một tình cảm mới, không phải vì em đang yếu đuối, em đang cần một chỗ dựa. Thì ngày hôm nay sẽ cùng cắt bánh với anh chứ? Được. Thử với anh được không? 1, 2, 3. Vừa nãy chỉ có mình em thổi rồi đấy. Thật à? Ừ. Anh vẫn thế, anh vẫn luôn lừa em. Kể cả trong ngày sinh nhật của anh và trong những cái chuyện trọng đại như này, anh vẫn lừa em. Vì anh nghĩ em sẽ là một người con gái đặc biệt của anh sau này. Và anh muốn sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một quan hệ mới đi. Sẽ quan tâm nhau nhiều hơn. Vì anh nghĩ là đã đến lúc mà anh cần một người như vậy. Em phải chịu trách nhiệm về điều đó vì em đã thổi nến của anh. Em tự tin vì anh là người đưa tay ra trước mà. Sao bây giờ anh lại đưa tay ra? Vì anh muốn là người chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Nếu như em nói rằng em không muốn nắm tay anh bởi vì cả ngày hôm nay em đã bật đèn xanh cho anh khá nhiều. Em đã trải lòng cho anh rất nhiều thứ. Nhưng đến trước thời điểm thổi nến, trước những điều em vừa nói, anh vẫn chỉ muốn là tìm hiểu. Tại sao anh không nghĩ là em sẽ giận anh vì chuyện đấy? Bởi vì tất cả những cái điều mà anh muốn nói với em ấy là những cái điều mà anh vừa im lặng và ước. Anh ước là anh sẽ tìm được một người yêu đúng nghĩa.
đừng giận anh vì việc anh không thể nào chủ động, mà hãy quan tâm đến những gì mà anh làm cho em sau này. Và hiện tại bây giờ thì anh muốn chúng ta sẽ cắt cái bánh này ra nhé. Ở trong này có cái gì? Có gì cứng á. Đây là lần đầu tiên mà em thấy có một cái anh hy vọng đây sẽ là món quà đầu tiên nhân dịp mà chúng ta sẽ quyết định đi xa hơn đến mức tình bạn. Anh thích không?